Đây là bài viết Tình yêu không cần nói của tác giả Nguyễn Mai Thương đăng trên spiral.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Dạo nọ, ngồi xem Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, series phim đình đám năm 1900 hồi đó. Hay gần hơn là trời sáng rồi ta ngủ đi thôi, mình cứ nghĩ mãi. Nghĩ mãi đến việc người ta nói gì khi yêu nhau. Ngày xưa, hồi còn là cô nữ sinh cấp 3, tiêu chí chọn bạn trai phải là đẹp trai, học giỏi. Lớn lên chút, thấy học giỏi cũng không hẳn sẽ thành người tử tế, nên chọn yêu người làm việc giỏi. Càng qua vài chuyện, thấy người giỏi chỉ nên để ngưỡng mộ, chứ không phải để yêu. Thế rồi, một người đến, lặp lại tất cả các khái niệm về tình yêu, gạt bỏ tất thảy các tiêu chí. Để rồi mình nhận ra, trước giờ là mình sai rồi, sai hết. Đọc Người tình của nhà văn nổi tiếng người Ba Lan Janusz Wyniewski có đoạn viết: Anh gọi cho tôi vào buổi sáng, vào ban ngày, thỉnh thoảng thậm chí cả vào ban đêm, và nói bằng một giọng hưng phấn không thể kìm nén: Em nghe đây, anh có chuyện này phải nói với em ngay lập tức. Đến câu đó, mình mới nhận ra điều tối thường xác lập nên một mối quan hệ bền chặt trong tình yêu, đó là sự chia sẻ. Yêu là khi mình tìm được một người có thể nói cho tất cả những điều mà mình suy nghĩ, những cảm xúc mình đang trải, như thể cởi áo giáp trần truồng trước mặt người ta mà không lo sợ bị đâm bởi khiên giáo. Tình yêu sẽ không thể lâu bền khi mà một người có chuyện gì đó, đáng lẽ ra người đầu tiên anh ta nghĩ đến để kể chuyện là bạn gái anh ta, thì thay vào đó lại là một người phụ nữ khác. Niềm vui khi đi ra rạp xem phim không chỉ đơn thuần là cái ảnh cầm cuốn vé bên cạnh hai bàn tay đang nắm chặt để thiên hạ thấy mình có cặp có đôi, mà là sau những giây phút thư giãn với việc xem phim, ra về, có người cầm tựa vai thủ thỉ, đôi khi là tranh luận kịch liệt về những tình tiết trong bộ phim, ẩn dụ, thủ pháp, cách xây dựng nhân vật, tầng ý nghĩa, góc quay, bố cục, màu sắc, ti tỉ những thứ trên đời mà mình biết một ít thôi cũng đủ để kể đầy các quãng đường về. Lúc đó rồi mới thấy có một người vừa vặn để yêu, vừa vặn để làm bạn, vừa vặn nói chuyện và cùng nhau làm đầy, thật là tuyệt. Lúc đó rồi mới thấy tình yêu mà không có sự chia sẻ và trò chuyện, tình yêu chỉ có vài ba cái nắm tay, ôm hôn, làm tình, chụp ảnh up Facebook, đăng story tình cảm mùi mẫn. Ôi, mối tình xứng đáng để lìa đời. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiral.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.